Dạ qua kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con ạ. À. Em xin chúc bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Và dạ, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2024, em có lên một clip em đặt tên là clip số 135 để giao lưu đến bà con một số mặt hàng hoa giấy ha. dạ, hôm nay là em lên 19 mã toàn là siêu bông không nhiều con, tất cả đều là siêu bông. Dạ số điện thoại giao lưu của em là 0798716145. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số đó cũng chính là số Zalo của em ạ. À. Khi bà con chốt đơn thì điện thoại cho em và nói tôi mua cây mã số mấy trong clip số 135 để em gửi hàng cho nó chính xác nha bà con để không mất thời giờ thì em đi vào mã số 1 đó là một cây dạng qua lầu siêu bông siêu mini để bàn ha cây này thì nó rất là mini cho nên bà xã quay gần để để mọi người dễ theo dõi ha đó đang đang búp nụ siêu bông nha bà con đang búp nụ màu tím rồi cây thì rất là mini để bàn là rất là gọn nha bà con về sang qua cái chậu đẹp hơn ha dạ cây có thông số như sau chiều cao là 51 tán ngang 35 hoành 6 giá giao lưu 100.000 đồng em bao sống bao ship ạ à. em lặp lại một lần nữa mã số 1 là một cây dạng qua lầu siêu bông siêu mini để bàn giá giao lưu 100 000 đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 1 ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 2 ạ à. ở mã số 2 này là một cây tím bướm siêu bông siêu mini để bàn luôn nha bà con em vô một cái chậu lục giác để bàn sẵn nè bà con cái này mà mua về là bà con mình chỉ chưng lên bàn chơi thôi ha rồi cái qua đợt bông này bà con mình ngắt bông bỏ rồi ngắt đọt bỏ là nó sẽ ra đợt bông mới gỗ hơn ha đó bà con mình coi tướng tá nó nè nó dạng nó quẹo ngang cái nó mới thẳng lên ha dạng để bàn giống như bonsai mini gì đó rồi trên phần cũ thì nó có một vài cái lỗ bị lũa nhiều con bị lũa do ốc nó cạp nhưng mà thời gian nó sẽ liền lại cái này không có bệnh hoạn gì hết Thấy hàng cũ già xanh rồi ạ Dạ cây có thông số như sau chiều cao của cây là 40 tán ngang là 30 hoành chính giá giao luôn 150 000 đồng em bao sống bao ship ạ à? em lập lại một lần nữa mã số 2 là một cây tím bớm siêu bông siêu mini để bàn giá giao luôn 150 000 đồng em bao ship tận nhà em xuống mã số 2 ạ à? Dạ tiếp theo là đến mã số 3 Ở mã số 3 này là một cây Sakura Pelecan đang búp nụ nhiều con Cái dòng này cực kỳ siêu bông hàng Cây đang gộ nụ rất đẹp luôn nè à. Em nghiêng qua bà con mình coi nè Tất cả đều là nụ chi chít luôn ha Dòng siêu bông cho nên nụ nó ra là rất là nhiều luôn Cái này khoảng hơn 10 bữa nữa nó sẽ nở gộ Thì sẽ rất đẹp nha bà con Dạ cây cái phần củ đế thì già quái đẹp luôn ha Chỉ có một vài lỗ bị lũa nhẹ thôi Không ảnh hưởng sức khỏe cây đâu ạ à. Rất là nhỏ Đó, Tổng thể thì cái cây mini để bàn rất đẹp chiều cao 51 tán ngang 36 hoành 10 giá giao lưu 150 000 đồng em bao sống bao ship ạ à? em lặp lại một lần nữa mã số 3 là một cây sakura belecan siêu bông đang gộ nụ rất đẹp giá chỉ 150 000 đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 3 à. và tiếp theo là đến mã số 4 cũng là một cây sakura belecan đang gỗ bông ở gan gỗ nụ nha bà con cái dòng siêu bông cực kỳ siêu bông này đang gộ nụ đây để em quay gần cho bà con mình coi ha nè búp nụ chi chít ở trên luôn nè cái này nụ hơi to còn bên đây là nụ kim nhỏ này ha rất là đẹp nha. Dạ cây này là dáng thế bonsai mini để bàn nha bà con. Củ đế rất là quái đây. Nhưng mà con mình thấy nè, đây lên đây nó uống công cái đường nét rất là đẹp ha. Củ đế rất là đẹp luôn. Nó chỉ có một cái lỗ lũa nhỏ, hai lỗ lũa nhỏ thôi không ảnh hưởng đâu sức khỏe cây đâu ạ. À. Đó, này siêu mini để bàn thiệt nha bà con. Về sang qua cái chậu đẹp đẹp chút để lên bàn uống trà rất là đẹp nha. Dạ cây có thông số như sau ạ. À. Chiều cao là 42, tán ngang 33, hoành 8 rưỡi, giá giao luôn 150 000 đồng em bao sống bao ship ạ. À. Em lập lại một lần nữa. Mã số 4 là một cây Sakura Pelecan đang gộ nụ giá chỉ 150.000 đồng bao ship tận nhà. Em xuống mã số 4 ạ. À. Và tiếp theo là đến mã số 5 ạ. À. Ở mã số 5 này là một cây tím pháp lá cẩm thạch nha. Bonsai lùng lực để bàn nha bà con. Bonsai lùng lực. À, em vô sẵn một cái chậu lục giác tông cao rất là đẹp nè bà con. Tông thì tông nó rất là lùng luôn. Rồi bà con mình nhìn kỹ là là, là cái bộ lá nó là lá cẩm thạch nha. Tím pháp lá cẩm thạch. Bông thì bông tím pháp màu tím nè. Nè bà xã quay gần là mọi người coi ha. Rụng cái bông này bông màu tím là bông tím pháp còn lá thì lá cẩm thạch ha phối giữa vàng và xanh ha cái màu vàng nhiều hơn màu xanh cho nên cái nhìn tổng thể cái cây nó rất là sáng đẹp nha mọi con con sai lùng lực ạ à. củ đế rất là to quái luôn nha mọi con rất to quái nó có bị ba cái lỗ lũa ba cái lỗ lũa cũng tầm cỡ nhưng mà không ảnh hưởng sức khỏe cây hết nó đang áo liền lại nha bà con này bà con lại coi xem rõ nè bà xã quay gần lại cho mọi người coi ha đó lũa nó có lũa nhưng mà nó đang áo thịt cái mép nó đang vô từ từ nè theo một thời gian nó sẽ liền lại nha Dạ cây có thông số chiều cao 51, tán ngang 52, khoảng 23 Giá giao lưu là 250 ngàn đồng em bao sống bao ship ạ à? Em lập lại một lần nữa Mã số 5 là một cây tím pháp lá cảm hạch Giá giao lưu 250 ngàn đồng em bao ship tận nhà Em xuống mã số 5 ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 6 ạ à. Ở mã số 6 là một cây Malaysia bông màu trắng siêu bông nha con Dòng Malaysia trắng này thì cực kỳ siêu bông Malaysia hồng cũng siêu bông luôn Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ cái màu bông thôi ha Để em nghiêng qua bà cho bà con mình coi ạ à bông thì to bông to lâu tàn lập bông nhanh ha trong vòng một tháng rưỡi là lập lại được bông mới ha bà con đó bông to lâu tàn màu trắng tinh tinh khôi luôn trắng tinh không có pha trộn vô cái màu gì khác ha rồi xuống hoàng củ đế thì củ đế này cũng khất rất là quá nha bà con có bị lũa nhỏ một cái lỗ không ảnh hưởng sức khỏe cây và coi em quay tổng thể cho bà con mình coi vòng vòng sẽ thấy rõ à dạ chiều cao 68 tán ngang 50 hoành 12 giá giao luôn 170.000 đồng em bao sống bao ship ạ à? em lập lại một lần nữa mã số 6 là một cây ma lai trắng siêu bông giá giao lưu chỉ 170 000 đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 6 ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 7 ở mã số 7 này là một cây tím tiết siêu bông và cây đang gộ bông rất đẹp luôn nha bà con em quay tổng thể cái bộ tán và bộ cũ nha bà con mình coi đó rồi, rồi quay gần lại mình coi cái bông của nó nè đó, cái màu tím phối với trắng nhìn rất là đẹp ha nó tím thì tím nhạt mà nó phối với màu trắng nó nhìn nó nhu mì nha bà con Cây này thì tông lùng lực thôi ạ. À. Tông lùng lực cũ đế cũng khá đẹp nha mọi con. À, dạ không có lỗi lầm ạ. À. Không có lỗi lầm gì. Dạ cây có thông số như sau Chiều cao của cây là 56, tán ngang là 56, hoành 13. Giá giao lô chỉ 170 ngàn đồng, bao sống bao xếp ạ. À. Em lặp lại một lần nữa. Mã số 7 là một cây tím tiết siêu bông. Giá giao lô chỉ 170 ngàn đồng, bao ship tận nhà. Em xuống mã số 7 này luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 8 ạ. À. Ở mã số 8 này là một cây trắng tiết siêu bông nha mọi con. Đang gỗ bông rất đẹp luôn nha mọi con. Tàn tán thì sum xê to nha. To đùng luôn. Đó, màu trắng tinh khôi luôn ha mọi con. Dạ xuống phần cũ đế. Xuống cần phụ cũ đế này thì chỉ một cộng thôi nhưng mà lắc lượng nhìn rất đẹp ha và lực luôn nha mọi con. bà sẽ quay cận lại để mọi người thấy cái phần cũ đế cho nó rõ nha em. Đó, cũ đế này sạch đẹp, lực nha. Già dạ, cũ rồi. Dạ cây có thông số như sau chiều cao của cây là 62, tán ngang cũng 62, hoành 16, giá giao lưu chỉ 200 000 đồng bao sống bao ship tận nhà. Em em à, lặp lại một lần nữa, mã số 8 là một cây trắng tiết siêu bông, giá giao lưu chỉ 200 000 đồng bao ship tận nhà. Em xuống mã số 8 này luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 9 ạ. À. Ở mã số 9 là một cây hồng thắm siêu bông, cây đang gỗ bông luôn nha bà con. Để em nghiêng qua cho bà con mình coi mặt bông nè, à. hồng thắm hay hay còn tên gọi khác là Milo lá xanh nha bà con. Đó, cái màu bông rất là hồng, rất là đẹp luôn nha. Đó, cây okay, cũng đang gỗ bông rồi xuống phần củ đế thì củ đế này rất quá nha con đó không có lỗi lầm gì đâu ạ à. tại vì nó trắng là do là nó đang chuyển qua già đó nó chuyển qua trắng nhờ chuyển qua xanh đây chỗ này già nhất nè xanh nè nha đó, nó sẽ có sự thay đổi rồi cây có thông số như sau chiều cao của cây là 67 8 ngang 47 hoành 13 giá giao lưu chỉ 200.000 đồng em bao sống bao ship ạ à? em lập lại một lần nữa mã số 9 là một cây Milo lá xanh hay còn gọi là hồng thấm siêu bông giá chỉ 200.000 đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 9 ạ à. và tiếp theo là đến mã số 10 ạ à. ở mã số 10 là một cây tím tiết siêu bông đang gọi bông rất đẹp luôn nhiều con tàn tán xâm xê to đùng luôn ha đó em quay tròn 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 để bà con mình coi ha nó che luôn phủ luôn tới gốc luôn nhiều con thì tím tiết siêu bông dòng này thì cực kỳ siêu bông lập bông nhanh trong vòng đúng một tháng gửi là sẽ gọi bông lại mà sau khi mình cuôn tàn á cơi tàn rồi một tháng rưỡi sau là lập bông lại nha mọi con Xuống phần cũ đế và xã quay cũ đế cho mọi người coi cũ đế này cũng khá quái luôn nha mọi con lắc lượng rất là đẹp luôn ha quái ạ à. dạ cây có thông số như sau chiều cao của cây là 65 8 ngang là 65 luôn hoành 16 giá giao luôn 180 ngàn đồng em bao sống bao ship ạ à. em lập lại một lần nữa mã số 10 là một cây tím tiết siêu bông giá giao luôn 180 ngàn đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 10 này luôn ạ à và tiếp theo là đến mã số 11 ạ à. ở mã số 11 là một cây kayata siêu bông nha bà con cây đang siêu nụ luôn cây kayata siêu bông và cây đang gộ nụ rất nhiều luôn để em nghiêng qua bà con mình coi cái bộ nụ của nó nè à, nó nở gộ rồi thì màu hồng này rất là đẹp nha bà con còn lại tất cả đều đang búp nụ rất là đẹp ha cái dòng siêu bông thì bà con thấy cái lượng nụ đó thì nuôi món nó nở ra là rất là gộn nha bà con ơi và dạ xuống phần củ đế thì củ đế này là sạch đẹp quái to luôn ha sạch đẹp quái và to em quay cho bà con mình thấy rõ cây cũng không lỗi lầm gì luôn nha bà con dạ em báo thông số chiều cao 72 tán ngang 54 hoành 21 giá giao lưu 250 ngàn đồng em bao sóng bao ship em lặp lại một lần nữa mã số 11 là một cây kayata siêu bông đang gỗ nụ tầm 10 ngày nữa gỗ rất đẹp luôn ha giá chỉ 250 ngàn đồng bao ship tận nhà em xin phép xuống mã số 11 dạ tiếp theo là đến mã số 12 ạ à. ở mã số 12 là một cây bốn màu siêu bông ha hay còn gọi là tứ sắc siêu bông để em kiểm màu cho bà con mình luôn ạ à. đây bà xã quay gần này một là tím tuyết hai là red pizza ba là trắng tuyết và bốn là rượu giang ha dạ bốn màu siêu bông có thể hiện đủ bốn màu luôn nha bà con cây này thì uh, mình về mình chơi hết bông rồi mình cắt tàn một lần nữa thêm kêu bằng cây tàn đó mình cắt tàn một lần nữa là nó sẽ gỗ bông rất là đẹp luôn ha nó gỗ đều cây luôn còn bây giờ thì nó mới có hoa bối cho nên là nó chùm chùm nó nhỏ vậy nè đó, nó dòng siêu bông trong vòng một tháng gửi bà con cây tàn nó ra bông gỗ lại ha và xuống phần củ đế thì củ đế này sạch quá nha bà con sạch quái đẹp ha đó em quay kỹ cho bà con coi rất là quá đẹp mà nó sạch cũng không có vấn đề gì hết chiều cao 69 tán ngang 58 hoành 14 giá giao lưu 230 ngàn đồng em bao sống bao ship em lặp lại mã số 12 là một cây bốn màu siêu bông giá giao lưu chỉ 230 ngàn đồng được bao ship tận nhà em xuống mã số 12 này luôn ạ à. và dạ, tiếp theo là đến mã số 13 à. ở mã số 13 này là một cây ba màu siêu bông nha mà con cây đang lên bông khá nhiều luôn ha tàn tán thì rất là to luôn ạ à. đó gộ bông này ha dạ ba màu như sau dạ một là trắng tiết nè trắng tiết hai là red pizza và ba là tím tiết ha chỉ phối ba màu siêu bông thôi nha mọi con phối lại nhìn cũng rất là đẹp ha tại vì phối trộn ba màu này nhìn vô nó hợp nó hợp tông nha mọi con dạ rồi xuống phần củ đế thì củ đế này rất to quá nha mọi con củ đế rất to quá không có lỗi lầm gì hết ạ à. đó bà con mình xem kỹ ha em giới thiệu có sao em nói vậy hết à Dạ chiều cao 77 tán ngang 80 hoành 17 Giá giao lưu 250 ngàn đồng Em bao sắm bao ship ạ à. Em lập lại một lần nữa Mã số 13 là một cây ba màu siêu bông Giá giao lưu chỉ 250 ngàn đồng Em bao ship tận nhà Em xuống mã số 13 này luôn ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 14 ạ à. Ở mã số 14 là một cây hồng thắm siêu bông Đang gỗ bông rất đẹp luôn nha bà con Để em nghiêng qua cho bà con mình coi mặt bông nè à. đây hồng thắm màu nhu mì dễ chịu ha màu hồng hay cái tên gọi khác là milo lá xanh nha bà con rồi xuống cây cái phần củ đế thì cây có củ đế rất là quái ha đó bệnh chùm lại nhìn rất là quái đẹp nha mọi con em thấy nó cũng không có lỗi làm gì ạ dạ cây có thông số như sau chiều cao là 75 tán ngang là 45 hoành 16 giá giao lưu 200 ngàn đồng em bao sống bao ship ạ à. em làm lại một lần nữa mã số 14 là một cây hồng thấm siêu bông giá giao lưu chỉ 200 ngàn đồng em bao ship tận nhà em xuống mã số 14 ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 15 ở mã số 15 này là một cây trắng tiết siêu bông nha cây đang gỗ bông gỗ nụ rất nhiều luôn nha mọi con để em nghiêng qua cho mình coi tàn tán thì xum xê gom lại nhìn rất đẹp luôn ha đó rồi xuống phần củ đế củ đế này thì một cộng nhưng lắc lượng ha lắc lượng hình chữ s l luôn ha rồi trên phần cũ thì nó có bị lửa nhẹ nha mọi con có bị lửa nhẹ nhưng sẽ không ảnh hưởng sức khỏe cây đâu ạ à. dạ cây có thông số như sau chiều cao của cây là 79, mươi chín tán năm mươi hai hoành mười giá giao luôn 180 trăm tám đồng em bao sống bao ship em lặp lại một lần nữa mã số 15 là một cây trắng tiết siêu bông giá giao lưu chỉ 180.000 đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 15 này luôn ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 16 ở mã số 16 này là một cây hai màu siêu bông nha một cây, một màu là trắng là ma la trắng còn màu tím là tím pháp ha hai màu phối lại với nhau màu trắng tím phối lại nhìn cũng hài hòa nha bà con dạ cây thì tông cũng khá cao củ đế cũng chân dài ha củ đế chân dài quá nha ở phần củ đế thì nó cũng có bị lửa nhâm nhâm nhỏ nha mọi con không ảnh hưởng sức khỏe cây và ở trên phần thân này cũng có bị một cái đường lửa dài nè dưới mấy lỗ nhỏ không ảnh hưởng sức khỏe cây đâu ạ à. dạ cây có thông số như sau chiều cao của cây là 89 8 ngàn 54 hoành 14 giá giao lưu 200 ngàn đồng em bao sống bao ship em lặp lại một lần nữa mã số 16 là một cây hai màu siêu bông gồm có tím pháp và trắng trắng Malai giá giao lưu hai 200 ngàn đồng em bao ship tận nhà em xuống mã số 16 ạ à. Và tiếp theo là đến mã số 17 à. Ở mã số 17 là một cây Kayata siêu bông nha bà con Tông cao đang gỗ nụ ha Để em nghiêng qua bà con mình coi nó đang gỗ nụ nè Đó, Rất là đẹp luôn ạ à. Cây thì ghép một cốt tông cao nha bà con Đó, Em quay vô tổng thể cho bà con rồi Sẽ quay gần lại ạ à. Rồi ở đây thì cái phần củ đế nó rất là quái luôn nha Củ đế rất là quái nhưng mà nó có bị lũa nhâm 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 đều hết Và phần thân cũng có bị lũa nhâm nhâm, nhâm đều hết luôn nha bà con Nhưng không ảnh hưởng sức khỏe cây à, từ từ nó sẽ liền lại cái này em bao sống vô tư bao sống cho bà con mình bốn tháng luôn không có vấn đề gì hết ha sau bốn tháng mà có vấn đề gì ủa trước bốn tháng mà có vấn đề gì thì cứ báo em em bao cho bà con vô tư luôn ạ à. dạ cây có thông số như sau chiều cao là 101 tán ngang 61 hoành 14 giá giao lưu 220 ngàn đồng em bao sống bao ship em lặp lại một lần nữa mã số 17 là một cây Kayata siêu bông giá giao lưu chỉ 220 ngàn đồng bao ship tận nhà em xuống mã số 17 ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 18 là một cây tím pháp lá cẩm thạch kim cương nha mọi con Cây giống mới hoàn toàn luôn nha mọi con Đó và con coi lá nó rất là sáng nha Để em nghiêng qua mọi con mình coi nha Mình sẽ quay gần lại Đó lá thì lá cẩm thạch kim cương nè Đó lòng đốm đốm giữa xanh và trắng nha Còn bông thì bông màu tím à, của tím pháp nữa ha Em gọi là tím pháp lá cẩm thạch kim cương nha mọi con Chứ cái tên nước ngoài của nó không biết đường kêu khó kêu quá hả Rồi xuống phần cũ đế Cái này thì tông rất là cao nha mọi con Tông rất là cao có hai cành thẳng vươn lên rồi củ đế thì rất là quái to luôn nè đó nó nằm xà trên mặt đất rất là đẹp nha bà con nó có bị lũa nhâm nhâm nhỏ xíu à bị lũa nhỏ xíu dài lỗ không có ảnh hưởng sức khỏe cây đâu ạ à. giá dạ, chiều cao là một trăm tám là bốn mươi tám hoành là hai mươi giá giao lưu là ba trăm năm ngàn đồng em bao sống bao ship ạ à. em lặp lại một lần nữa mã số mười tám là một cây kiếm à, pháp lá cảm thạch kim cương lá rất là đẹp ha cây này thì tông cao củ đế rất đẹp giá giao lưu chỉ ba trăm năm ngàn đồng bao ship tận nhà em xuống mã số mười tám ạ và tiếp theo là đến mã số 19 ạ à. ở mã số 19 này là một cây sáo màu lửa nha mọi con em phối sáo màu lửa với nhau ha và cái tông này là tông cực kỳ cao luôn ha nếu để trên bàn xây này là nó khỏi đầu nhưng mà ở dưới đất là nó ngang đầu em nha mọi con ở dưới đất thì nó cỡ gỡ gỡ cỡ, cỡ ngang đầu em quá đó gồm sáu màu giờ một cây này thì một cốt nha mọi con một cốt tông cao và sáu màu như sau để em kiểm màu luôn ạ à. xã quay gần lại đưa camera lên cao để dễ thấy rồi thứ nhất là đỏ lửa đây một là đỏ lửa đỏ lửa hai là tím lửa tím lửa ba là cam lửa ở đây ba là cam lửa ở trên cao này ha đỏ lửa cam lửa tím lửa rồi hồng lửa là cái nhánh ở đây nó chưa nó ra bông sao tan chút hồng lửa nó đi hơi xa một chút hồng lửa là bốn rồi năm là vàng tranh thái đây đây bà con coi đây vàng tranh thái nè đó vàng tươi nè ha năm là vàng tranh thái rồi sáu là trắng tiết ha. Đó 6 màu siêu bông ha. Rồi đủ 6 màu em kiểm đủ 6 màu siêu bông nha mọi con. Đỏ lửa, cam lửa, tím lửa. À, vàng chanh thái. Đỏ lửa, cam lửa, tím lửa, vàng chanh thái và trắng tiết ha. 6 màu siêu bông. Rồi cây thì tông rất là cao. Củ đế cũng khá quái nha mọi con. Đây, xã quay củ đế Khá là quái. Đó. Dạ em xin được phép báo các thông số để mà con mình cùng nắm luôn ạ. À. Dạ cây có chiều cao là 140, có nghĩa là 1m4, mét m và chiều ngang ngang là 63 hoành 19 giá giao lưu 500 000 đồng em bao sống bao ship ạ à. dạ em lặp lại một lần nữa mã số 19 là mã số cuối cùng trong clip 135 hôm nay đó là một cây sáo màu lửa xiên bông hàng giá giao lưu là 500 000 đồng em bao ship tận nhà em cũng đến đây em cũng cảm ơn bà con đã theo dõi hết clip số 135 của em ạ à. khi bà con chốt đơn thì điện thoại cho em và nói tôi mua cây mã số mấy trong clip số 135 để em gửi hàng cho nó chính xác nhầm con tránh trường hợp là gửi lộn hàng thì bà con không có nhận đâu ạ à dạ số điện thoại zalo của em là 0798716145 em tên vĩnh ở xã vĩnh Thới, huyện lai dung tỉnh đồng tháp số đó cũng chính là số zalo em nha bà con dạ, cuối cùng chúc bà con mình nhiều sức khỏe nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc ạ à. trân trọng kính chào bà con ạ à.